Một bản tin từ Canada cho biết 69 người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn của 200 chiếc xe. Theo đài truyền hình CBC của Canada thì có 9 người bị thương nặng, khoảng 60 người bị thương nhẹ trong một vụ tai nạn liên quan đến 200 chiếc xe, trong đó có xe chở bồn, chở dầu xảy ra vào ngày 19 tháng 2. 10 km trên đường cao tốc số 15 đã bị phong tỏa ở cả hai chiều, có thể đến ngày 20 tháng 2 mới được mở cửa trở lại. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cẩu những chiếc xe gặp nạn khỏi hiện trường. Khoảng 50 chiếc xe chỉ bị méo mó sơ sơ khi được chủ nhân tự lái về. Những người không bị thương đã được đưa ra khỏi hiện trường an toàn bằng xe bus. Vụ tai nạn xảy ra ở vùng ngoại ô Montreal, tỉnh bang Quebec. François Bonnandel, người đứng đầu ngành giao thông ở Quebec đã cho biết, nguyên nhân gây tai nạn có thể là do tài xế bất ngờ bị mất tầm nhìn do bị gió thốc tuyết trắng lên trời. Đây là một tình huống xảy ra khá phổ biến khi có gió mạnh bất ngờ. Nếu đang lái xe ngoài đường, đây chính là khoảnh khắc dễ xảy ra tai nạn do tài xế không thấy gì ngoài tuyết trắng trước mặt. Ông Bonadejo cho biết hiện nay tình hình đã được kiểm soát. Hình ảnh quay lại tại hiện trường cho thấy có cả xe đưa rước học sinh loại nhỏ, xe bồn và rất nhiều xe hơi. Tuy nhiên, rất may mắn là chiếc xe bồn chở dầu không phát hỏa. Một số chiếc xe thậm chí còn nằm trên nóc xe khác và bị méo mó nghiêm trọng đến mức không thể nhận ra. Theo nhà chức trách thì không có học sinh nào bị thương trong vụ tai nạn. Và đây là một trong những vụ tai nạn lớn nhất mà họ đã từng chứng kiến.